Thầy chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay thầy chia sẻ một cái loại bùa. Bùa này bùa nước ngoài cơ, không phải bùa Việt Nam đâu. Đây là bùa Thái Lan. Thì bùa Thái Lan thì có hai loại cơ bản theo như thầy được biết. Thì loại thứ nhất là sẽ xăm vào người những cái lệnh, những cái lá bùa, hoặc một là bùa yêu, hai là bùa tài lộc kinh doanh đấy, thì là người ta sẽ xăm vào người, là loại thứ nhất. Loại thứ hai nữa là yểm bùa và những cái vật dụng mà đeo vào người, dây chuyền hoặc là mặt dây chuyền hoặc là vòng tay hoặc là nhẫn hoặc là kumathong là dạng búp bê nhé các bạn nhé. Đấy là bùa Thái Lan, là có theo như thầy được biết là có hai loại cơ bản, hai loại chính như thế. Thứ nhất là yểm vào bản thân của cái người cần thỉnh bùa, là xăm vào người và uống vào người. Thì uống vào người là người ta sẽ vẽ vào ra một cái lá bùa và đốt ra một cái chén nước, và người ta sẽ có một cái sợi dây chỉ, một sợi chỉ người ta giăng từ trên ban thờ của họ đấy, rồi là truyền qua cái tay của cái thầy hành nghề đấy, xong rồi là sẽ truyền cái dây đấy xuống cái tay của người nhận bùa, để người ta chú vào cái dây đấy như kiểu là truyền năng lượng ấy. Đấy, từ trên xuống dưới đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta sẽ yểm vào những cái vật dụng đeo vào người, như kiểu là những cái mặt dây chuyền hoặc dây chuyền, hoặc là những cái vòng tay hoặc là nhẫn đeo vào người, hoặc là những cái vật dụng khác mà người ta cầm theo bên người. Nó có nhiều loại, nhưng mà hai loại, một loại là bản thân của người đấy, là xăm vào người luôn và uống vào người luôn, hai nữa là dùng ở bên ngoài, cầm ở bên ngoài bản thân đấy. Và kumathong này thì như kiểu một dạng là người ta thỉnh những cái linh hồn của những cái đứa bé, theo như người ta kể lại như thế. Còn thầy thực hư như nào thì cũng không dám nói sâu đấy, còn thực hư như nào thì các bạn phải tự tìm hiểu. Thầy chỉ biết rằng là người ta sẽ yểm những cái linh hồn của những đứa trẻ, những cái thai nhi bị phá, bị sẩy gì đấy, vào những cái búp bê đấy, gọi là kumathong đấy, để đi theo bên người ta để phù cho người ta một cái việc làm ăn hoặc là một cái việc tình cảm nào đấy, thì người ta dùng kumathong đấy, hoặc là dùng những cái hình xăm vào người. Những hình xăm là có những người xăm phong thủy, có những người xăm bùa chú, bùa lệnh đấy. Đấy là bùa Thái Lan, là theo thầy đã biết là có hai dạng cơ bản như thế. Còn thực hư như nào thì những người nào đã trải nghiệm rồi mới biết. Còn thầy thì biết rất là nhiều những bùa của dân tộc khác. Có những bùa, những dân tộc người ta làm bùa bằng ma gà, ma só. Người ta làm, có dân tộc người ta dùng bằng quân bùa thủy, quân âm binh. Đấy, hoặc là những dân tộc người ta sẽ dùng bằng thư ếm. Thư ếm có nghĩa là người ta sẽ vẽ ra những cái lá bùa theo mục đích của từng việc. Có lá bùa kinh doanh, có lá bùa tài lộc, có lá bùa yêu, có lá bùa hại, ví dụ thế. Nhưng mà thầy nhấn mạnh là người Mường là hoàn toàn dùng bùa bằng thần chú, chứ không có ma tà, ma gà, ma só gì nhé các bạn nhé. Không có yểm chú, yểm mà tà gì cả, chỉ có thần chú thôi. Cái thần chú mà điều khiển được cái con người khác thì mới là cái quan trọng. Còn dùng những cái đấy thì là tùy theo từng người, tùy theo ý thích của từng người. Nhưng mà theo như thầy thì là chia sẻ với các bạn là bùa của người Mường là dùng một thần chú và không có tác dụng phụ, không bị điên, bị rồ gì cả khi mà dùng bùa yêu hoặc là bùa tài lộc ấy. Và sau này sẽ không có hậu quả gì cả, chỉ có tốt đẹp thôi, bạn cầu cái gì là được cái đấy thôi, còn không có tác dụng phụ nhá các bạn nhé. Chào tất cả các bạn.